Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình iGroup nhận 3 top cần bi. Top cần bi này nó chạy trên nền tảng là BRKChain nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình, mở link form ra các bạn. Thì chương trình này nó là maximum là 10.000 slot. Thì nó có tổng iGroup là 30.000 bi không phó cho cộng đồng các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn mở cái link form ra nè các bạn. Form hàng để mình lướt xuống các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn copy cái hashtag nó giúp mình các bạn. Từ chữ bi đến chữ BRKChain nè các bạn. Các bạn cũng đừng quên like và chia sẻ cái video này giúp mình các bạn. Rồi, các bạn bấm vào Twitter các bạn. Rồi tại Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn like và tự quyết nha các bạn. Chứ chẳng tự quyết. Rồi các bạn bắt vào nha các bạn. Bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bỏ chiếc hashtag này giúp mình nha các bạn. Nãy nó ghi tên người bạn nào đó ta. Phim review spot. Rồi các bạn tự quyết lại nha các bạn. Sau khi các bạn tự quyết lại xong thì các bạn mở một cái link form ra các bạn. Rồi nhiệm vụ thì các bạn join vào kênh group, kênh seller tiếp tục các bạn. Join vào kênh seller của nó, nhóm chat thì các bạn follow các bạn. Rồi để lấy được địa chỉ với bi này thì mình đã có test qua từ khoảng 1 tiếng đồng hồ mà không thành công các bạn. Địa chỉ smart contract này thì mình ép lên cái địa chỉ với MetaMask nó báo lỗi hoài các bạn. Và mình ép cái nền tảng CGK này thì một cái UGL nó cũng bị lỗi luôn. Giờ mình còn có một cách làm cách này là các bạn lấy địa chỉ được. Các bạn copy cái HT một cái sàn là DKChain các bạn. Dòng này nè các bạn, dòng đầu tiên. Các bạn copy cho mình các bạn. Các bạn sao chép liên kết nè. Sao chép vị trí liên kết nè. Rồi Phan thì các bạn sao chép đi được quan điểm thông tin các bạn. Dòng đầu thì full name tên của mình thì các bạn ghi họ cho tên của mình đi. Ui, tiếp tục thì dòng thứ hai thì bắt cần đúng là Việt Nam các bạn. Dòng thứ ba là what is your email thì các bạn điền địa chỉ email của bạn vào. Dòng thứ tư là what is your Twitter username thì các bạn điền username Twitter của bạn vào. Thì các bạn mở Twitter của tất cả các bạn vào, mở điền username của bạn. Đã mình vào đây rồi không có bạn nào mà nói tiếng không biết lấy username Twitter các bạn. Rồi tiếp tục thì username Telegram cũng vậy luôn các bạn. Comment 4 số 1. Rồi địa chỉ GB này thì các bạn copy một cái sàn DKChain các bạn. DKRChain nè. Thì các bạn cần có một cái địa chỉ là MetaMask mình ra nè các bạn. Rồi, các bạn nhấp vào ba dấu bên cùng các bạn. Các bạn nhấp vào một browser nè các bạn. Thay vì mình áp cái địa chỉ B lên với MetaMask sau mà nó bị lỗi qua các bạn. Và mình áp cái nền tảng ấy cái UGL nó không sai nữa. Mình không có tìm cách nào được để mà lấy cái địa chỉ bi này các bạn. Thì mình chỉ còn có một cách này là lấy địa chỉ bi. Mình cũng tìm hiểu được một cái tiếng đồng hồ mình mới nghĩ ra được các bạn. Còn, thì chờ chút xíu các bạn. Sàn thì nó connect với MetaMask của mình nè. Bạn nó ok các bạn. Rồi các bạn bấm sign in các bạn. Rồi bấm ok tiếp tục nè. Info rồi login thành công các bạn. Rồi các bạn bấm lại đi. Phải các bạn. Thì các bạn lấy cái địa chỉ ví này các bạn nhấp vào qua cho chứ hình đầu người mình nè các bạn. Các bạn nhấp vào copy nè các bạn. Copy address nè. Giúp mình các bạn là cái địa chỉ mình không nghe là hoặc các bạn copy địa chỉ này cũng được đó các bạn. Rồi bi các bạn, sau này tôi cần nó sẽ về cái sàn ở trên này luôn các bạn.
nó tự động quá gì đó đó các bạn. Hoặc bạn nào có địa chỉ GK Chain thì các bạn áp vào các bạn, thì mình lấy địa chỉ GK Chain trên sàn mình gỡ luôn, sau này nó về sàn luôn. Hướng dẫn các bạn tham gia một chain để góp những 3 token kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.